Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chân trâu. Rồi cách làm như sau. Thì mình ở đây mình sẽ dùng khoai môn. Thì đầu tiên mình sẽ cắt 200 khoai môn. Trước tiên bạn sơ chế thì các bạn gọt vỏ hết ha, mình rửa sạch rồi. Rồi, sau đó mình sẽ cho trực tiếp vào nồi, mình sẽ nấu khoai môn ha. Mình sẽ cho 400ml nước. 400ml nước. Rồi sau khi khoai môn đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp, mình sẽ bỏ vào máy xay. Mình bỏ cái lẳng nước luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Sau khi mình xay đều xong rồi, mình sẽ đổ ngược vô nồi, mình sẽ nấu ngược lại. Thì trước tiên mình nấu thì mình sẽ chuẩn bị tiếp tục thêm nguyên liệu tiếp theo, đó là bột năng. 200g bột năng. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ khoai môn đã được xay nhuyễn ra ngoài nồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt lửa lên, chúng ta để lửa nhỏ nhỏ, khéo không là sẽ bị cháy. Quậy liên tục, mình phải quậy liên tục. Rồi mình chuẩn bị sẵn khoảng 250g bột năng. Rồi ngoài ra mình có cho một ít bột năng để sẵn bên ngoài, để một lát mình sẽ bỏ vô khoai môn. Rồi các bạn quậy liên tục, không quậy thì nó sẽ bị khét. Các bạn nhớ là mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Các bạn quậy khi nào thấy khoai môn nó chuyển màu, nó gần chín thì mình sẽ cho bột năng vô trong, độ khoảng 2 muỗng ha. Rồi các bạn dòm ha. Rồi trong thời gian đó mình sẽ cho luôn thẳng là bột năng đổ vào thau inox. Rồi tiếp tục mình sẽ cho độ khoảng 1 muỗng bột cacao. Rồi mình sẽ làm tiếp tục, mình quậy đều lên nha các bạn. Ngoài bột cacao để mình làm chân trâu cacao nha, các bạn có thể làm chân trâu trà xanh thì mình cho độ khoảng 5g bột trà xanh. Rồi các bạn có thể cho thêm một chút bột cacao vô nữa nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình khuấy bên này ha, các bạn nhớ khuấy nha, không là nó sẽ khét. Rồi các bạn thấy bột gần chín rồi đúng không, mình sẽ cho độ khoảng rồi một muỗng vô bên trong ha. Rồi các bạn khuấy đều lên. Các bạn thấy sệt gần sệt chưa? Rồi mình cho thêm một muỗng nữa nha các bạn. Rồi các bạn khuấy mạnh tay lên liền ha. Bạn dòm ha.
Khi nào các bạn thấy bột nó chuyển ha, bột nó sệt lại thì nó là chín ha. Nếu các bạn muốn cho bột kẹo hơn chút thì bạn phải cho thêm chút xíu bột năng ha. Rồi, tới đây mình sẽ tắt. Rồi các bạn nhìn ha, rồi sau đó mình sẽ đổ vô bên trong. Rồi, sau đó mình trộn liền cho đều nha các bạn. Các bạn nên nắn bột bằng tay để có cảm giác bột nó như thế nào nha các bạn. Xem nó dẻo tới chưa nha. Rồi sau khi các bạn đã làm bột xong ha, trộn đều xong hết thì nọ, rồi các bạn cho bột nghỉ 5 phút, sau đó mình sẽ dò thành chân trâu hoặc mình cắt hạt lựu. Rồi sau khi mình đã để bột nghỉ xong 5 phút thì mình lấy dao, các bạn chỉ cần dò thành viên chân trâu thôi. Các bạn coi cục bột của mình ha. Rồi sau đó các bạn dò tròn lại. Rồi mình để vô đây thôi. Rồi các bạn thích cắt hạt lựu thì bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu nha. Rồi mình dùng cái lăn bột ha, lăn dài. Rồi sau đó mình sẽ chắc dạng hạt lựu. Rồi mình cho một chút bột năng lên. Rồi mình cắt thành dạng hạt lựu là xong. Rồi mình để lại trên này ha các bạn ha. Rồi sau khi xong tất cả mình sẽ bỏ vô tủ đông. Các bạn nhớ nha, khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình nấu. Thì bài học hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách nấu chân trâu. Rồi tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách làm chân trâu. Thì đây là chân trâu mình làm với bột cacao. Thì bây giờ các bạn muốn làm chân trâu trà xanh matcha thì các bạn thay thế bột cacao bằng trà xanh matcha. Thì có thể bạn cho một muỗng và một muỗng rưỡi, tương đương từ 5g khoảng tới 10g. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.